Dạ vâng, hello tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Trước mặt các bác đây thì bên em mới về được một ít những cái loại điều khiển tivi nhé. Điều khiển này thì nó là điều khiển của Malai luôn nhé. Đây, em sẽ bóc một con này. Đây, một kẹp của nó là 5 con. Các bác lấy xỉ hoặc là lấy lẻ mà tivi nhà các bác bị hỏng điều khiển á. Tivi nhà các bác bị hỏng điều khiển thì các bác có thể gọi điện thoại ngay về cho bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Đây là dòng điều khiển tivi thông minh. Dòng điều khiển tivi thông minh nhá. Đây là của Sony. Ôi, sẽ mất cái tem này rồi nhưng mà không sao. Đây là điều khiển của Sony. Những cái nút này các bác ấn nó rất là mềm luôn nhé. Ấn nó rất là mềm luôn. Đấy, và đây là những cái phụ kiện. Đấy, những cái phụ kiện của TV Sony luôn. Bên em vừa mới về được luôn nhé các bác ạ. Rất là vuông vắn và rất là đẹp luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Còn nó là phụ kiện của Sony cho nên là nó có đầy đủ hết nhé. Nó có đầy đủ hết những cái chức năng của một cái điều khiển ở trong TV của chúng ta. Đấy, tức là cái này nó và cái điều khiển TV mà đang hỏng của nhà các bác nó là một nhé. Đấy. Rất là tiện lợi ở những dòng điều khiển TV thông minh này cho. Ấn nút của nó rất là mềm luôn, cực kỳ là mềm. Đấy, chúng ta ấn nó rất là nảy, mềm mà chúng ta khi chúng ta ấn vào nó có cái sự đàn hồi của nó đó. Đấy, cái sự đàn hồi của nó cũng rất là nhạy luôn. Mà chúng ta ấn vào những cái nút này thì tay của chúng ta cảm giác nó rất là mềm mại. Vâng, đây là của Sony nhé. Đấy, đây là của Sony này, TV điều khiển TV thông minh của Sony. Còn đây là dòng của LG đây, em sẽ bóc ra nhé. Đấy, đây là dòng của LG nhé. Đấy. Dòng của LG này thì nó cũng có đầy đủ hết luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy không ạ? Nó là một cái điều khiển xịn và nó là cái linh kiện, phụ kiện của chính hãng nhé. Đấy. Những cái nút này chúng ta ấn cũng rất là sướng tay luôn, cực kỳ là sướng tay. Đây ạ, em để sát vào đây nhé, để cho quý vị và các bác có thể so sánh được những cái điều khiển này với cái điều khiển TV đang hỏng ở nhà chúng ta nhé. Đấy, đây. Vâng, mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Đấy. Em xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video và những sản phẩm mới tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác.